Đó, cho anh em ngắm hai xe à. Đẹp không? Đẹp không? Quá nhức nách luôn. Rồi ok, vào clip. Chưa? Như anh em đang thấy là mình đang thay nhớt cho con R15. Với lại thay lọc nhớt luôn nha anh em. Đây. Đó, lọc nhớt luôn. Nhớt và lọc nhớt thay mới. Đây là mua mình mấy chiếc rồi nha anh em. Mua mình mấy chiếc xe rồi đó. Rồi chuẩn bị là vài bữa mua xe nữa đúng không? Lên clip hoài luôn. Đổi thôi. Ừ. Đó, ở đây anh em chơi lâu rồi nên tìm con xe cũng rất là cực luôn ha anh em ha. Đó, con xe rất là cực mà quan trọng chủ xe cũng rất là kỹ luôn. Xe này là dán keo nguyên con nha anh em. Nguyên con là dán keo hết từ đầu đến đuôi luôn. Đây. Keo nè. Đây nè. Dán keo nguyên con luôn đó anh em. Rồi quan trọng cái là đồ chơi đầy đủ nha anh em, đồ chơi đủ xài. Đó, bát biển số nè. Bô độ nè. Ảnh đầu bô độ. Bữa nhắn tin anh kêu cái xe này mà không có bô độ rồi chịu gì nổi. Cho anh em coi xi nhan nè. Đó. Nhan trước sau nè, bát biển số đúc gầm nè. Đó, đầy đủ đồ chơi cơ bản. Bảo vệ bình xăng, nắp bình xăng nè. Kính chắn gió độ nè, cao hơn nè. Rồi bảo vệ các nước nè. Đó, xuyên ra mũi tên trước nè. Đó, cho anh em coi. Giờ mình đang thay nhớt. Rồi, đồ zin nè anh em. Đồ zin chủ cũ cũng khá là kỹ ha. Cũng nói chung là cũng rất cảm ơn anh em đã để lại những con xe đẹp. Đó, đồ zin nè, đuôi rồi chủ xe bọc lại, bô là bọc rất là kỹ. Đó, tại cái bô này là không có xài á anh em. Cái này nè, mấy chỗ này không xài lâu ngày anh em để là nó bị oxy quá. Hôm nay chỉ cần sơn lại là được nha, chà nhám mà sơn lại mấy chỗ này nè. Anh em chà nhám mà anh em sơn lại cách nhiệt là đẹp à, nó dễ lắm. Đó, tại này mình để cũng không xài nè. Chủ xe xài bô độ thôi mà, đây. Bộ độ nè, cái bộ này nhìn cũng rất là đẹp ha. Đó, có đây miếng bảo vệ chống cháy nè. Chống cái chân mình á, vô á, nó không có dính vô, nó không có bị cháy quần. Ví dụ anh em mà đi qua mặc quần kaki mà anh em đi xe rồi á. Đó, mấy cái quần ấy dài á, là anh em đi là đỡ cháy. Cái quần jean mình thì nó dày lắm, nó không sao, nhưng mà quần kaki đụng vô là nó bị teo quần á. Đó, anh em đi xe là anh em biết à, đi xe lâu năm là biết à. Còn đây đồ trắng cùng mình thì mình theo anh thì anh không thích cái này vậy lắm. Còn có nhiều người ta thích, có nhiều người không thích, nó gắn vô nhìn nó không có đẹp á, nhìn xe mình nó không ngầu. Đây chống trượt nè, đó quá đẹp luôn. Rồi về bữa tính lên con gì nữa? Tính lên con hai má đi, con Visa 400 rồi, cũng mê con đó lắm mà tại chưa được. Xe cố trước cố sau vậy vui luôn. Nói chung là về không cần làm gì hết. Đó, giờ thay hiện tại đang thay nhớt và thay lọc nhớt luôn. Là mới để cho anh em biết đường á, anh em sau này anh em về anh em bảo trì bảo dưỡng xe á nó kỹ. Lỡ mà ổng buồn ổng có mua là ổng bán lại thì mình có thu. Đó, bên mình là có thu xe nha, anh em có xe là cứ qua. Buồn ổng bán lại mình biết mình đường mình thu nhé. Lọc còn mới ha, lọc cũ còn mới luôn á. Viền khe kìa. Nhớt còn mới. Để thay mới cho anh em đi về anh em biết. Biết nhớt nào ok dành cho xe. Chứ anh em về không biết anh em thay tùm lum la nữa. Lọc mới nhớt mới luôn. Rồi khui vô. Cổ này đẹp á, đi lâu rồi mà nó không có bị gì hết. Cổ sáng trưng à. Nó anh em nhìn thấy không? Nhìn góc này qua thấy cổ sáng trưng à. Đây có bảo vệ. Bảo vệ đầu đèn nè. Đó anh em thấy không? Cái này để lâu quá. Đây. Này để chờ anh lên á, dạo này nhà bụi ghê ta. Bụi khó chịu. Đó, lau sạch đã hết bụi rồi.
Mấy chỗ này là keo nha anh em. Đây anh em xe này mà lột ra là anh em không một vết chày luôn. Đây mấy chỗ này là nó chày keo nè anh em. Đó cái keo á mình lột ra là thôi. Xe là bao mới luôn, cái sơn khi mà anh em dán keo lên là nó giảm đi một tông. Giảm đi một tông màu. Có nghĩa là nó sẽ không có sáng cho lắm một xíu. Anh em lột ra là nó sáng chân luôn. Cái màu sẽ sáng lên. Từ A đến Z trang bị từ A đến Z cho anh em chơi luôn á. Không có. Đó đây anh em thấy không? Dán keo nè. Mấy cái này thì dễ lột lắm. Anh em lấy một cái máy khò, anh em khò lên rồi anh em lột cái là ra nha anh em. Đó. Đây. Mấy cái này là mấy cái chày keo rồi, lột keo là cái là xe đẹp tuyệt vời luôn. Này anh em về đi, thời gian nữa rồi lột sớm thì nó phí. Đi dán lại cũng tốn tiền. Chúc thay nhớt xong cho anh em nghe tiếng bô. Rồi, thay nhớt xong rồi nè, để cho anh nghe tiếng bô, cho anh em nghe tiếng bô. Rồi, đề cái nha, đề nhẹ nha. Đề lên. Bật công tắc khẩn cấp. Đúng rồi. Anh em nghe tiếng bô này, anh em có thể tham khảo nha. Tham khảo rồi lên bô. Cho nhớt nó bơm xíu rồi mình đang. Anh em mình làm tấm hình rồi đi ký giấy đi. Làm tấm hình cho xong. Này clip này ta sẽ nói là đúng ra là hai chiếc đúng không? Mua hai chiếc đúng không? Mà chờ không nổi mua một chiếc. Rồi ok nè. À đây nè anh em. Có nghĩa là bên đây là mua xe bên mình nha. Có nhiều đồ chơi đúng không? Vừa chơi sẵn thì người bạn anh hả? Anh trong gia đình đúng không? Anh ruột là mua xe đập thùng nha. Anh ruột là mua xe đập thùng luôn, đập thùng mới 100% luôn. Cái bản này là bản 221 nè anh em, đúng không? Bản 221, nghe nói quảng cáo bản 221. Thì cái này không có đồ chơi nha, bản đầu có đồ chơi. Thấy mua xe bên mình là có đồ chơi sẵn hết nè, đó anh em thấy không? Thì lâu lâu mới tìm được, tìm lâu mà mấy tháng luôn á. Có nghĩa là ảnh đòi xe biển tỉnh nhưng mà mình thôi, mình tìm biển thành phố dễ ra tên. Đó là ảnh lên luôn cho đẹp luôn nè đó. Lên luôn cái Sinyan Bo. Đuôi bánh số đúc gặm lại xi nhan luôn. Đó. Đó bánh số đúc gặm đúc ra đúc vô. Đó anh em thấy chưa? Là lên luôn á. Mình lên luôn, mình chỉ lên cho anh em mà qua chơi với mình thôi chứ mình không có nhận lên ở ngoài lên mà các nước nè. Đó. Cái con này mà vài bữa rồi ảnh rảnh á lên cái trắng gió giống con này luôn, là ngầu luôn. Tại con này nó màu đen. Trắng gió em có luôn, đợt nào mà rảnh rảnh lên thay nhớt á thầy. Kính trắng gió nó tầm 300 mấy à. Con này nó lên kính chắn gió đen cũng như bên đây là đẹp hơn á. Tại con này nó cơ bản nó đen rồi. Đẹp hơn rồi đó. Lên luôn, nhìn xe nó cứng cáp á. Lên nhìn xe nó chắc chắc liền. Rồi bye bye anh em nha, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Đó anh em. Con này lột keo ra mới, không có thua con này đâu nha anh em. Là lớp keo dán nè anh em thấy chưa. Để quay kỹ ở đây là dán đi là nó đã bớt đi một tông màu. Anh qua đây nhìn nè, anh thấy không, cái tông màu của nó nè, dán lên là nó hạ xuống một cái tông màu, nhìn nó cũ hơn xíu, thấy không, trong nhìn nó mới lột ra là mới nữa luôn á. Dạ. Nó cho nên anh em nhìn nó sẽ ấy đó, chứ nó lột ra xe của mình không có thua gì con mua mới đâu nha anh em. Nhìn là biết rồi, con này còn có bảo vệ nắp bình xăng nữa mà. Dạ, đúng rồi. Thấy không, thấy rồi. Bảo vệ tận răng luôn. Nói chung cái sơn này nè thì nó sẽ không có to, nó không có bền đâu, đi thời gian là nó sẽ bị chóc à. Dạ. Thời gian chốc là có cái này thì cũng được, nó cũng đẹp, nhìn cũng thẩm mỹ. Rồi bye bye nha, bắt tay cái nè. Dạ. Trời vàng không. Ôi. Rồi anh em đi cẩn thận nha. Dạ. Để cột cái đuôi đồ zin này, cột đồ zin vô cái rồi cho anh em về.